Chưa được. Không sao đâu. Long này, thằng Long nó mua kìa. Long nó treo này đánh gì nữa. Ok. Đúng rồi, nhanh như phát rồi. Phát nặng. Xong rồi lên đây làm bài. Bài, bài. Go. Được, mày bảo nào, anh bảo nào được. Ấy khỏe thế này cơ mà. Vật vật với mình chắc thì nhường à? Vật khỏe mà. Nhường không vậy nhường. Đúng rồi. Không, em yếu mà. Em có khi vật lại vẫn thua ấy. Cái gì đấy? Mấy lần mẹ thấy nó xuống đây rồi nó không vẩy mẹ lên rồi. Cái này rồi nó vẩy lên. Lôi người. Cố. Tía. Nắm lên đi. Nắm lên đi. Nắm thấp đi nhỉ. Không đỡ được luôn. Cố. Đỡ. Tập thấp à. Đừng ăn thấp thế. Thấp quá. Đúng rồi. Xoay một tí, xoay một tí. Xoay một tí. Rồi. Go. Ui, chơi tóc thấp này. Tóc thấp của nó đút mày khỏe ơi. Lôi nữa. Đây không vật tốt mà. Đây không vật tốt mà. Đây không vật tốt mà. Mẹ nói tôi ngu đỡ được không? Đâu rồi, chết đấy, mong quá. Anh ơi, em bị tay chứ. Ông vả như này, ông kêu ông móc mà. Tốt. Thằng này lại chết mà, lại sẽ không tốt rồi. Go. Công vào mẹ. Công vào cái tay chết rồi. Đây thử móc. Người ta chơi móc thuận thì ông lại chơi móc. Nghỉ lâu quá rồi. Go. Vào vật tiếp đi cái tay ngoài. Chịu rồi, đố đấy. Có gì à? Có cổ đây được. Ôi giời. Ui giời. Cho bạn này thử với anh. Vào đây. Go. Ui. 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 Ok. Có Huy. Không. Go. Ui. Món khỏe lắm. Chịu lại bắt đầu ấy. Thôi thôi, chịu không. Không chơi. Không chơi. Anh ấy nặng bỏ. Không cân tắt, không cân tắt. Không cân tắt đâu. Bỏ chơi thế. Tay bé thế nhỉ? Bé mà. Ngại quá. Quay mày. Em đeo bên một phát cùng trở thành quái vật rồi. Không đè đâu. Chúng ta không đè, con đè mà ăn được không nhỉ? Ở đây ai không đè không là mà ăn được không nhỉ? Thôi mày ơi. Đề là còn không bất lực. Hai cái bảy.
mình cho tay hiểu mà đang thượng tao cái trò này thà anh giả vờ anh nhăn mặt thì em còn vật tiếp. Còn anh nhăn mặt lắm rồi. Nhơn. Về lại. Nếu mày nhăn mặt. Đánh không? Không. 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 Vừa vặt cả hai tay ngon nhanh nó hồi lại sức bây giờ thằng này nó hồi lại sức bây giờ đây phải vừa xem một vật như thế không vật được năm con ngang thôi đủ sức rồi vặt ra vừa vặt đủ vừa đấy thấy quân vật này cái anh đang đứng cạnh anh Long anh Long ngồi cạnh anh Long vật Kiên này không ngồi cạnh anh Long mà cái anh ngồi giữa ấy à trưởng Nào xuống đi. Thì anh vẫn đi thôi. Nào xuống đi. Xuống. Xuống đấy, xuống được đấy. Nó đi. Quân này, xuống được cái quân này. Quân Obana, quân Long Châu ơi. Vào tiếp. Đúng. Thằng này nó hồi lại sức rồi. Bước rồi. Nhanh. Vai. Cổ ơi. Chưa. Lắm à. Chưa. Bùm. Úi giời ơi. Nào. Tiếp. Chuyển vai ngay. Chưa. Xoay. Được. Ôi. Khó rồi. Luôn đấy. Giữ lòng. Ờ.
tiếp mày cổ tay đã rồi này, ăn nó rồi, phần dưới chân ông Vũ chưa, cổ đây này, tay trái luôn, còn tay mình trái này còn mỏi quá, đỡ trái cậu, sao mày không ăn được? Anh Hải ơi, em đang đợi tí. Em cần phải mà. Em vật đều. Em vật đều ở cái tay. Đúng rồi. Trái nó khỏe thế mày bảo mày phải đi. Phải là thuận trái lõ luôn. Viết bút viết bằng tay phải. Mỗi tội sụp là sụp bằng tay trái. Ôi nói gì cả. Lòng mà. Bảo anh bé bé luôn. Bé anh ra đi được. Chuẩn quá. Thái ngồi đét. Anh Hải tay trái phải. Mạnh mẽ. Vào và phết nhờ. Sụt được tốt phết đấy. Mày phải tìm mẹ rất là nhiều. Mày chắc là mày không phải hơn những khả năng tưởng vừa mặt. Vì yếu nên bây giờ mới ra đấy. Nhưng mà tại khỏe, tại nãy ra tại nãy rồi. Nó đi viết thôi. Ôi. Đặt chân lên. Hay không đặt chân chỉ có thể phải không chân à? Chân trái không được thắng quanh không? Cũng được. Xuống gần đến em đặt em thấy quá. Gần đi. Eo phải bàn. người tưởng béo nhưng mà vô cũng phải sao bạn chưa tiếp đi. Ui tay to quá. Chờ. Gặp ai đâu Quân. Ồ. Phải. Cố. Cứ để cho người ta thoải mái. Ôi béo quá. Chơi cái méo gì dám ăn. Hùng vào đi Hùng. Ai dạy bạn chiều đấy? Ai dạy cái chiều này này đấy? Tôi nghĩ là khổ luôn à. Siêu khỏe, siêu mạnh nha. Khánh, bye bye. Anh bắt trưởng. Đi. Không, chúng ta bên kia bên này để vật. Ôi, ui. Đã rồi. Mạnh quá. Chùm làng rồi. Áo ấy. Dựng lên đây. Dựng lên. Thôi được rồi. Ngón khỏe rồi, ngón khỏe rồi. Cổ hơi yếu. Phùng Danh Thái. Mẹ top 1 team. Ôi, team quân cặc. Cố lên đúng không? Team gì nhỉ? Lỗi của trò, lỗi của trò ơi. Vẽ nhắc của trò. Thái team à Quỳnh Phụ. Top 1 team Quỳnh Phụ. Quên.
Sao ăn được gì ơi, ăn từ không, người không? Chả anh Phát còn chưa dựng đâu, còn chưa dựng hết sức. Đâu là mất tay phải ơ. Nãy người cậu còn gãy mất tay phải. Chém khỏe rồi. Tay chưa, không phải tay không? Go! Tưởng dùng lại, không ngờ. Đến đây còn quái vật hơn. Anh Thái, anh vật thật đi. Anh vật thật đi. Toàn diễn thôi. Thanh Nhàn nhiều diễn viên quá. Mới vợ đúng không? Cái thế như thế là phải rồi. Còn nhiều con ông này còn nhiều lực mà. Tôi mát xa bạn nha. Ăn thiếu cả lực chân lực xô. Từ từ về tập đi. Món khỏe không? Nắm nát ở đây nhá. Tốt rồi. Không ngày nào chẳng ngồi góc cái đồ đi. Có năm diễn viên đặt hơn 8 người. Ông nhìn thế tưởng là tốt thôi. Ai? Ông Thái á? Bên trái này. Tưởng biết cách tốt. Yếu hơn, tóc sầm đỏ này. Ông Long Nhéo đứng cái đầu bưởi với bưởi nè. Mệt mệt lắm. Hay là mày cả đi lệch quá. Ok. Chưa một giây mà. Ok. Bây giờ tao kiểu ở đây nó dùng chuẩn. Đấy. Cô trỏ. Ô. Không nhưng mà ngoài tập gym ra là mình tập môn nào? Khỏe nè. Đây anh. Cái môn nào? 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 Đó là thằng ấy cũng lô đại người ta rồi Go! Ui giời. Tưởng đơ luôn. Đúng rồi, có một team quyền phụ không ạ? Trên lớp này có thằng tập boxing đấy. Vất. Chưa làm kèo. Cái kiểu đang cầm cái dây vật với cột điện ấy. Bác tí cho mình thử vật bạn nhé. Anh Thái lực mới ra bắt nạt anh em vật hơn mấy chục trận này. Đòi nhân tài bắp to cháu ơi. Tay dài kìa. Go! Hết đỉnh. Còn phần dưới này xuống rồi. Phần dưới phần nào? Phần dây này à? Phần này. Chạm tay xuống vào rồi.
tay nhìn trông như khổng lồ ấy. Bỏ tập bao lâu đấy? Bỏ đi. Go! Nắm tay là biết. Bỏ bỏ. Không. Nắm tay vẫn tập đấy. Đi.
đã xong đâu, đã ai xuống cái gì đâu mà lên để ai cả hai quả trứng. Go. Để này là vừa rồi. À nó tung coi là về như này anh. Tung lôi chứ gì ạ? Tung lôi về. Lúc mà lôi cuối anh Long đứng lôi này. Anh lôi về kia à? Anh lôi về mình xuống. Đấy thì làm thế nào? Đấy em bắt thử định gì nhá. Định rồi. Vẫn ở nhưng mà anh này là anh bắt buộc anh tôi phải đứng nửa. Thì phải đan. Long sao cứ thích đăng video lòng tua chứ to anh 80 cân đúng không đâu nó 79 anh 100 cân tăng anh 61 anh biết nó 10 nó to lên thì nó kia nó to lên củ trỏ kia củ trỏ anh kia toàn thế anh tôi phải đánh trước toàn bị động anh chảo xong cứ bị lôi anh kia lôi lại để long nó chơi thủ mà đánh long vỡ còn lắm đỉnh anh đấy cổ được chưa cổ ngon rồi đó. Long không phải là chỗ phải đánh nhanh. Đánh anh à? Đánh cái điên, đánh cái anh. Đánh anh. Em yếu vậy. Thôi rồi. Mày đánh cái nó đi kìa. Anh đánh với em. Đánh sao được anh? Ừ. Đây chú đánh với cháu. Cháu có chiếc kìa. Anh đánh với em. Ờ, xong rồi vào. Đánh thật nhá, không múa may gì nữa. Không múa may. Múa may về. Để em có biết scam như nào chứ anh cứ nhường. Đi về anh hết pin. Tầm này vật là đẹp rồi. Đi đi vào. Vừa mới lên là cứ phải để vài hiệp đã. Nhẹ thế mà hết pin. Hết pin rồi. Còn nó phải lâu như cái trước thì hết pin rồi. Không có kệ cho lắm thoải mái. Cho Đức lắm thoải mái. Ô trai mẹ đây. Long ông có vật đâu mà. Đấy. Tạ mốt rồi đu thì hả? Tạ mốt nè. Và cho nước lắm thoải mái. Em bảo cứ cho nước lắm thoải mái. Thật mà. Đây cho lắm thoải mái. Đây cho lắm thoải mái. 7 là không 7 được. Chịu đấy. Chịu hẳn đấy. Đây vào đây. Đức nó hỏi rồi. Hôm trước để thế là thua đấy. Nhanh đi. Không múa. Còn múa. Cầm này chỉ có một cái lực đầu thôi. Bật nãy giờ. Anh nay vui nãy giờ. Tay này cổ xuống. Không, đây nó quay được vũ lông mi đẹp. Không. Đi. Quay được đấy. Yêu là con trai cả. Gái. Em yêu anh nhỉ. Đánh luôn không múa. Hai người trưởng.
gì? 38 rồi. Bây giờ bé rồi. Ngoài xương máy của trò. Mấy anh đấy không múa nha. Múa to được xương đủ mức đấy. Hả? Bởi vì là mấy anh ấy lúc ấy to, mấy anh khô phải không? Không phải là lên, mày có nghe chú không? Bát đám khô nó to rồi. Mày có nghe chú không? Nó đe thôi. Để nó đe. Bây giờ mày xếp đôi về đây này. Vừa vừa hôm cái nó đã xuống đây rồi. Ôi đè xong vỏ đau hết nhỉ. Không. Không dùng gì. Phát này ăn ăn không ăn. Đón lại tôi phát nhé. Ô. Em đã ra đề gọi là siêu cuối rồi. Không dễ. Tay to. Tay to. Tay to. Tay to nhỉ? Tay to cho này bé, cho này to. Không phải cơ. Lúc mà gồng gồng. Như lúc mình nhớ nhỉ? Như cái này mà to hơn cái này là chứng tỏ là thằng này rất là hay kiểu gồng như cái này không? Cùng vừa cùng đấy thì nó mới không ấy nhỉ? Nó mới phồng lên thành như thế. Em họ đâu? Em họ đâu nhiều? Em họ đâu nhiều là dày dày thế. Các em như thằng này toàn thế thôi. Tay gì nhau ấy? Lòng kèo kéo nó bẩy ra nó không đè được, nó phải cuộn được vào rồi khép vai vào mới đè được. Như này không ăn được. Mình không có luôn ạ. Đây giờ anh không có luôn ạ. Đức cứ để cho nó khép vào nó đè xong một đợt. Này đè mà anh. Tập gì mà nó ra được đấy này. Không, nó phải khép được vai vào như này. Chứ kéo bửa nó ra nó không đè được. Mà nó đè nặng lắm. Nó đè nặng lắm. Để cho đè xem có đỡ được không. Mất cả xương ạ. Cho nó khép vai vào. Đấy. Nó kéo vai, nó khép vai vuông góc là nó đè được. Còn kéo bưởi ra nó mất góc là nó không đè được thì chán rồi. Đây là anh múa nó mỏi rồi. Lúc anh để thế này này. Lại tay trái. Lại rồi thằng này không tay trái. Anh mà phụ. Lại tay phải. Không một. Chứ là lúc tập bài gì để cho nó khỏi đè được. Tập bài gì? Ok chưa anh? Đấy, không lấy mà để cái này. Để anh tập lên. Nó phanh được phải, nó phanh ra. Cái này thôi nhưng mà xanh đi cái tạm mốt. Tập mốt. Chung là phải phát lực kịp cái lúc mà người ta đè anh chỉ có lái thì mới hứng được. Anh kéo nó lại không cho nó đè. Nó bắt giữ cái này không kéo. Nó đè nó cũng đè, nó cũng phải đè đấy đâu. Nó đè bằng cái này này. Nó chém mà. Nó chém bằng cả cái này sao mà đánh. Anh lái á. Chém cái này không phải đè. Anh lái á. Anh chỉ cần đây dây. Tốt là sao đánh được. Đè lên vào cái này đi. Lái được cái này. Lái quá. Anh mà không lái được anh để tay cái này một cái chứ đùa thì anh nhanh lái. Wow, tay trái không? Không. Không. Đây đang vật của em này cái lâu rồi ra. Vừa mới vật xong lên mà lâu. Tay trái. Anh em sao với mình kia đi. Tay trái á. Tay trái đồ khó đấy. Tay trái thì nó không bị lâu. Mày sao không có đánh cái giá với em ở đây. Đây cháu vừa. Được rồi. Chuyện anh một. Được rồi. Tuy nhiên tay trái nó chưa vật kia rồi. Mất rồi. Mất rồi. Mất rồi. Rồi. Em vừa đi. Em vào rồi. Phải lắm. Bình tĩnh, chờ tí. Đang xem bên này vào tiếp. Hai cái thằng ra muộn này ghét. Em cố gắng ra sớm lắm rồi ấy. Không kịp.
sáng đi điểm răng nhưng mà đợi mất 2 tiếng. Này siêu khỏe đấy bạn. Khủng khiếp kìa. Khiếp. Ơ bạn quê. Tôi quê cái này 7 cây bạn ạ. Đúng rồi. À 10 cây. Quê cắt hẳn 10 cây. Quê. Quê đấy. 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 Ai chả yêu thế, nếu không phanh lại được thì nó chả chín nữa về quê. Không hai chín là giải nó chả thế. Tám mới đừng ý. Không làm thì phải tám phải tỏ lắm. Không đúng không? Tám mới đừng ý chứ làm thế. Bà làm giày không nắm được. Ngon. Tôi đi ăn một ngày sáu giờ. Giữ nguyên. Lâu rồi. Em được nghỉ rồi. Trường. Vâng. Trường. Năm rồi. Được rồi. Được đi hết hàng rồi cho nghỉ. Trường. Phúc mày nhỉ? Sướng nhỉ? Trường. Không ở Phú Thọ. Ôi đánh nữa sước tay anh ạ. Ba về và đi bốc hàng làm cái thứ ba mới đi. Shipper à? Lâu không phun phải phun làm mà chủ ấy. Làm chủ à? Giày TikTok. Có tôi làm 50 ở đây trái không? Đức chưa đi ship à? Đã. Chưa đi ship à? Anh nhìn đường ấy. Đó. Mẹ ngày nhìn đường. Có đôi làm 50 không? Cảm ơn. Được. Ôi bỏ đi. Sao? Có đôi làm 50 bán cho anh đâu. Chỉ có trái à? Trái được không? Muốn đôi anh được. Có thắng em ấy. Cho ai chứ bạn. Đấy. Thế bảo chứ. Tay anh biết là một số trận đấu là trọng tài là người mạnh nhất. Thế nên là béo cho nhiều. Sợ. Ra xem thôi. Không có xương của anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Quan trọng là tí nữa thì nó là chính. Mất chiều. Xoay ra, xoay ra, xoay ra. Lương này phanh nhanh. Đỉnh, 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 đỉnh. Anh vẫn ở đây. Trò vớ vẩn. Nào. Quan trường thôi. Mấy bé sẽ đánh trước. Hai thằng mỗi thằng. Cái thằng này toàn giật trước này. Không. Nổ ăn nước bọt mặt bây giờ. Không. Để. Hai thằng mỗi thằng một lỗi. Để. Đi mày. Không. Ui giời. Mỗi thằng lỗi. Mấy ông cắt thằng mấy ông giảm mắt. Nhiều. Cứ trò thì không bị đỉnh. Cái trò đang im nhá, giữ im nhá. Cây cho em. Cậu. Ui giời. Bỏ đấy. Ra muộn, tay trái nó vật đâu. Nó chưa vật với nhiều. Anh em happy rồi. Happy rồi. Treo anh Kiên. Treo thôi mà có làm gì đâu. Tuần sau anh nhá. Và sau đánh đúng hiệp thôi. Thôi. Đây đánh đúng hai hiệp rồi. Tết rồi ra. Cộng. Một Tết. Hẹn riêng. Thảo mà em bắt đi rồi. Dạ. Tay trái nó chưa mỏi. 9 mùng 10 bắt đầu. Tay trái nó vật với đéo ai đâu. Mày là chụp bạch ấy. Không. Thằng em ấy. Tay mỏi thôi. Nhưng mà nó vật nhiều. Không. Vừa nãy nó mỏi xong rồi vật có một người nào. Thua. Không phải là người ta muộn. Cái bài đi muộn là ít thằng nào chống được lắm. Móc với là tốt, đéo ăn được. Cái bài đi muộn là bài bài đấy là bài của anh Kiệm. Đến chơi cá nhiều vậy. Toàn chơi đi muộn. Xong rồi chạy mấy vòng hồ bao giờ và đông đủ các thứ gì qua vật. Búa cầm tay sau mà to đấy. Có. Ôi. Búa thì đéo gì, vật thì đéo vật. Thua, ôi còn vô luôn ạ, ui nó cắt nét luôn, cắt khúc luôn ạ. Còn tập tay sau rồi. Vãi cờ đái. Anh tập cái gì anh kia? Không. Nặng hơn. Chưa điên vậy ơi. Trái có. Tay trái thì phải như một. Mong luôn. Kinh vãi anh làm gì mà nó cũng tình mong thì mình cố cuốn vào chứ. Đánh được anh bóng ạ. Chưa cơ. Ê, bỏ ra nhé. Không. Yếu em đi nhé. Vãi. Ngồi đấy. Số rồi. Tí tay sau
Sao tao đi đéo lắm. Tôi mỏi. Anh 100 cân anh tay sau. Tôi mỏi thôi. 100 cân này tay sau của em. Tay sau bé hơn của anh. Chẳng qua không bằng anh Kiên thôi. Sau anh Long mà đến anh Kiên. Đấy, đây, đây, đây. Đéo một tí. Tay sau. Vật tay thì cũng bằng tay trước thôi. Có mấy anh nhá. Đeo tay sau mà anh lúc là anh tập thì sẽ đánh được. Ai? Em tưởng anh trọng tiết một tốt tốt bảy lần đầu cổ cứng nhở vai vào đi vai ông đen vào đi vai vào đi vai lên kia vào đi bắt đầu trận thứ ba thứ tư nữa rồi đánh anh thử cái đức chẳng lấy cá hộp xương. Em họ đâu quý đâu. Gì? Tay giống quá trường. Thử cái thôi. Muốn ở nhỉ? Trường sao lại bị nó lôi lên thế? Quê ra. Lúc nhớ rồi đi tập trung à? Hai anh em tay múp vãi đặt. Thôi Đức ơi bỏ ra đi. Thôi để anh đi. Đức ơi. Lôi mạnh. Lôi phát nhé. Lôi phát là thắng rồi đấy. Thôi Đức ơi. Càng nhanh mà không sống được. Không! Dẫn trước nó xuống dưới đây. Chết rồi. Lên đi em. Ui, nặng thật. Nặng ấy. Ui, cái kiểu đấy nhìn cảm tưởng nặng vãi cả đái luôn. Go. Chỉ thôi, thôi. Chỉ hai lần là xịt mũi cửa luôn. Mày bảo có một cái mà bây giờ mấy cái chưa phải. Tơ đéo tơ nhiều. Đau rồi nhìn tay nó. Móc luôn nhá không cần dây. Kiểu gì là tuột kiểu là kiểu là. Đấy, anh cũng bảo nhớ ý. Anh số kiểu này giống giống cái ông nào đánh kinh ở bên nước ngoài nhỉ? Số kiểu như vậy. Cái ông gì mà để râu mà đồng trọng ấy. Toàn đánh kiểu ấy là như thế. Anh ơi, tốt quần đấy. Chả thấy tí tốt nào. Cái gì là đỡ luôn. Cái hộp trước thôi. Hộp xuống hay kéo hay là tốt quần. Nó dài không? Tay nó dài hơn anh. Nhưng mà bàn anh dày, nó lắm như thế là được rồi. Em có đéo lắm được như thế. Nhưng mà đỉnh mất mẹ hết rồi. Mất mẹ đỉnh. Anh lắm rồi. Giữ đỉnh. Mà anh mất đỉnh. Bên kia mất đỉnh. Rồi giữ im nhỉ, giữ im. Đừng dấn lên, xuống đi. Rồi giữ im đỉnh. Xoay ra là có mất đỉnh. Xuống 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 đỉnh rồi 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 nhá cổ đúng không go mấy chú anh phải xuống này là vì tốt được anh thôi anh ngang đấy cầm nặng anh khỏe quá ủng hộ đỗ quý hiếu go cổ dày lắm á đây cùng một lò cùng quê luôn béo đấy à hai người rủi ro đi cầm bơm mỡ rồi tối filter à bơm dầu ấy làm tí filter à người ta bơm filter môi là không tay ông đang bơm đụng tay đây này bằng gỗ hoàng nước vinh cổ bằng hoàng nước vinh không biết là hoàng nước vinh thì tập nhảy thôi đúng rồi dài cái tập này bên tay nó dài chung là để làm sao quan trọng cứ ngửa mà dài cứ ngửa cổ ấy ngửa ấy nó dài nhưng không khỏe làm gì bắt làm gì có tội bắt ăn nó cho dài đấy cho mà đây ông thử để nó dài hơn có mà có chứ anh ngửa cổ có chứ cái anh chứ không được bắt ngửa cổ với quá mà anh có nói gì đâu mà ngửa cổ quá là anh bị ngửa cổ đúng rồi đấy là quan trọng đây là do người ta không nắm được chứ ngồi đánh bảy là vắng không gấp ăn nhè tay ngắn hơn. Đâu anh thử. Rồi xuống. Ngắn hơn nhiều luôn. Quẩy thế nhỉ? Ảo thế nhỉ? Cái trái này anh. Ờ, thường anh Long phải có cái sao ảo thế nhỉ? Thế mà ngon ngắn hơn. Cái này phát. 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 Cái này phát
em đừng mất tay phải. Không, chú đâu một hit để sụt và em bắt được anh chú được. Đến đây thì... Ờ thì em phải xem. Ờ thì em xem nào. Nó mà chỉ cần nhanh hơn một chút là lại chết. Chẳng qua anh phanh lại được thì anh ăn được. Ờ thì mới thay cái phanh nó ăn. Nhìn vào lúc nào bóng nhảy kìa. Nào. Kiên củ đỉnh đỉnh. Thôi kệ. Đấy. Cái này đúng không? Đấy đấy kệ. Như thế này đúng không? Đúng rồi. Vinh mô đó. Vinh mô mò dài hơn 1 lốt. À hơn 1 lốt. Đéo xuống được nữa thật. Chưa thật. Đây là phanh nó kịch phanh này. 1 lốt. Phanh. Nó cầm nữa. Đấy tầm đấy là nhiều không em hỏi ra giờ hỏi ra để em bật cái thằng Đức em chả Đức đấy 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 để em ôi mỏi rồi vẫn gì nên vẫn đối khác bàn này bàn nhà anh nhỉ để em vào em đã đánh anh lấy làm cơ Rồi. Hôm nào Tết xong lại lên nhá. Được chưa? Mùng 5 mùng 6 lên vật nhá. À. Bình bình chưa được không? Chưa được. Tập mạnh đi. Tính em đẹp à? Đẹp vãi trưởng luôn. Bay luôn. Quân đâu nhỉ? Quân gì ấy, gì ấy, gì ấy. Chưa. Trường đi đi. Gô, gô, vật này. Go. Anh thử lấy đỉnh anh lấy làm đéo được. Cái kiểu nắm của nó là mình không thể lấy được. Bây mình lấy đỉnh nó thì lấp bẹ. Lấy đỉnh thì lại được. Hô cái anh lên đỉnh. Lên đỉnh như này. Nhưng mà đỉnh cao quá chỉnh xuống đi. Xuống. Hô cái anh lên đỉnh luôn. Go. Mất đỉnh. Mất cổ luôn. Đánh tốt là ngửa cổ. Thì em đánh được. Trước em đánh tốt. Trường tăng cao lên. Cho nó thấp nhỉ. Cái này cũng cao được. Cái này cũng cao. Cái này cũng cao. Go. Ui. Nhắc cả cổ chó lên. Đến tay trái. Go. Anh cứ nắm cao lên này người ta tự chỉnh lê. Nếu lấy thế phải chả thấy cái đâu vậy? Nó vẫn lấy cái đằng này. Nó khóc quẩy vách cả đằng này. Bắt nhau, đằng ốm đấy chứ. Đúng mới quẩy ra. Phận 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 Trường bây giờ tay trái lên được bao nhiêu? Hàng nó kìa. Anh
Gì đấy? Vũ cường đỏ mặt. Khỏe quá thì thế thì Vũ cường đỏ cả mặt. Anh Đức khỏe quá. Sao lại được anh Đức nhường? Kiểu nằm cao quá. Cao quá lên đỉnh. Cầm tay trường. Go, go. Ui giời ơi. Thế lực rồi. Mình từ hai phát bắt đầu, anh ấy tuần kiểu phát được 3, được 4 mới thắng á. Đang phải hơi mỏi bên anh thì ơi, chân đương nốt xước gì để cho tao vào trong người con. Đứa ác nhỉ. Sẽ làm người ta phải mỏi một tí, anh được vào. Yếu mà. Đấy, bắt được chưa? Và bắt được. À, đỡ được. Ốp khiếp lắm đi. Ốp nặng quá người ta. Ốp nặng lắm đi. Mỏi rồi. Càng đánh càng thua. Đó. Đánh Đức phải nắm ngón thật chặt vào không hờ được. Sao lại đánh người mà. Mới lên không sao. Quen thì nó hờ. Đánh Đức phải bấm mạnh. Bấm mạnh vào. Bên này cơ mà. Đây. Quá thì vật lý. Thôi. Thua thế đủ rồi. Yếu vai ạ. Rồi. Rồi. Trơn quá, trơn quá. Đấy, cái bột kìa. Em xin ít bột phát. Được, trang cái bột mày đấy. Em nắm đi, trơn ngón quá. Từ. Đã được ván rồi. Trơn hơn bán. Chết rồi. Càng đánh càng thua lên. Chưa kiểu đang thua mà thắng lắm. Toàn kiểu thua là thua hẳn luôn. Kiểu. Từ lúc thua là... Hai ông bấu phốc. Thua chẳng thua hẳn. Mà sát rồi. Mày xuống rồi chứ mày cứ đếm một người mấy lần. Tay đã dài rồi còn nhấc cao hơn từ cả lúc đầu đến bảy mà. Nó bảy nhiều quá. Go. Pin khỏe quá. Cái máy càng thua anh Đức. Tay nào? Nó hơn một nửa ra như này. Đến lúc một câu thì tự nhiên tay nó quay chỉ cả như này. Đâu. Đẹp mặt. Thử phát tay. Đứt tay. Đâu. 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 Đâ
đã dài rồi. Cổ mèo vô địch Phải đánh quả thắng
Ông làm trọng tài từ đầu buổi tới buổi. Thầy Sơn rất quý khách của em lắm. Ừ. Chơi như bóng đá luôn. Dài với cả cái tao giá cả chân. Kêu qua là đối thủ dén tay luôn. Ông tay anh vất vả rồi, hít được tiếp thu được chưa? Đấy mà làm. Nhưng mà em thấy đâu sao anh? Phải thế chứ. Chứ còn ông kia ông thế này thì ông đẹp làm sao mà vào. Đó. Ui, mạnh quá, thua. Chỉ có bóng nhiều mà còn cảnh đấy ông kia đang đè. Mình cũng chưa thấy. Ngang tay luôn nhá. Rồi, cái vào đây. Đức vào trước, vào trước. Em đóng bên chạm mấy cái. Không. Không. Trọng tài nghe. Go! Đánh như nào vậy? Anh vô anh để nhau như này đánh như nào? Tập nào rồi? Trọng tài nghe trọng tài. Đan tay là ngang nhau. Đúng chưa? Phải để tay ngang. Nhưng mà được được nắm cao mà. Được. Em nhích lên trọng tài nó cho trọng tài không cho em phải nhanh. Đúng chưa? Rồi. Có buộc dây không? Vào. Go! Đấy. Nắm tay ngang là như nhau hết. Đấy mới là đan. Không cần đâu. Nhìn mặt lại đứng trong người đánh đàn. Go! Hay quá. Thằng Vũ không chịu đỉnh. Chưa mất đỉnh đúng không? Đấy mới là ngang lực vào. Thôi thua rồi, ra đi còn gì nữa. Mày làm tay ngay lâu rồi. Mất đàn à? Cũng mày thích nhở anh nói chuyện kìa. Lắm. Mày từ đấy giờ chỉ dình nắm tay được Đức. Go! Đi của nghiêu. Rồi. Rồi. Nó nhả cho là đi đấy. Ôi, em thua rồi, anh đấy thua vào trước. Go! Rồi, hay rồi, được hay rồi. Giữ đi, được rồi. Xui rồi giữ. Muốn chậu. Đấy. Đức anh đã muốn ra đâu, đúng không? Ôi, nó chặn rồi nhá. Mày còn chơi nó ra thì thôi. Bắt anh vượt nhanh để... Mày là còn chơi để cho nó ra nữa thì... Chắc một cái. Thua vào trước. Go! Rồi. Mà ai thằng lẹp dặn đánh nhau này kìa. Không nha. Đánh nhau, đánh nhau. Không, đánh nhau. Nhưng mà em thua anh Long. Không lên tay trái. Nhưng mà bàn của Long này cầm. Nó không dày cầm được. Kể cả thua nhưng mà... Tay em dễ mà. Mấy người dễ lắm tay dày quá. Thắng đéo không dễ chịu gì cả. Cầm tay Long thua phải dễ chịu không? Về nó thấy đau, nó mất cửa luôn. Đau đi, đau ở bàn tay. Cái thế đấy, nó thế này là bị thế yếu. Phải quá,
Đấy, anh thử thấy phải không? Không thuận, thử bắt nào. Cấp. Ôi giời ơi, không bắt được cái rồi. Ôi đấy, em bảo là anh Long thắng nhau, bất tiền con đấy. Không hiểu mạnh lắm. Cầm cứ đu, nhìn vào mắt. Ồ. Chờ coi xem thằng Vũ nó bảo bật cười cho con. Đấy, xem này này. Cái gì phải bắt? Bắt đồ kèo. Bắt kèo đấy. Bắt kèo không? Đánh đan ấy là khi mà không nắm được tay nhau là trọng tài nó bắt mình phải nắm nên là mình không theo ý mình được, đúng không? Bởi vì là hai thằng đã không nắm theo ý mình mà đã không chịu nhau rồi thì phải để trọng tài nó bắt nắm. Mà bắt nắm thì chỉ có hai thằng là tay ngang nhau nắm vào thôi. Go. Hai ba tháng. Hai ba tháng thôi nào. Chịu vậy. Hai tuần thôi. Chịu em ba nào. Chịu rồi. Chịu nước. Hai ba tháng. Kéo nước đi. Nước gì? Kéo nước là 2-3 tháng. Kéo nước là chỉ 2 tuần thôi. Thế một kia là sao tuổi? Ngang ngang nhau, cũng ngang nhau, cũng biết thế nào. Cấp. Mày sao hết dung lượng rồi đấy? Ai ở đấy? Hết dung lượng rồi. Không mày mày đúng không? Mày đúng rồi. Đau thế nhỉ? Nằm lâu ở đâu em? Ai à? Được rồi. Xong rồi. Thôi xong rồi. Được cái này tí hết được rồi. 2-1 đúng không? Xác định là vật lôi luôn. Xác định là lôi luôn, đừng có bảy như này. Mất sức. Bắt đầu kéo co à? Kéo chân thương nhá. Chân bỏ chân xuống này. Bay rồi. 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 Tay nó múp đấy nhỉ? Mẹ xoắn. Giờ thì cần treo thôi. Tay múp Long lại không thấy bao kinh nữa nhỉ? Anh nhắc mày nhớ. Sao cô trỏ bay cao một đấm? Cậu! Chết! Vào lại là chết! Ây da! Vẫn xoắn được. Vẫn xoắn được. Hôm qua lại lòng nó mỏi là chưa nhớ. Bây giờ nhớ rồi thì muộn quá rồi. Đây, đây, đây. Vẫn thua thằng Đức. Ê. Ừ, muộn đấy. Thể lái tay được bao nhiêu bạn? Mày lái được không? Nhớ đâu mình đang lái tự nhiên hai đứa lên trên đường rồi. Đi phải cắt chứ. Năm là khoảng đây rồi. Đây, 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 cho họ thì đánh cái. Rẻ, dây không? Không gì. Hết xoắn rồi. Rẻ. Đường cái xoắn ra thành như này. Nét tay rồi. Xoắn ra thành như này. Bảo lại sớm. Hai bên này. Cô! Ở đây vẫn còn xoắn rồi, hết chứ. Hai bên này cũng. Tay phải rồi. Xoắn được rồi. Bảo lại rồi. Lạch xe. Nó. Lạch xe. Bây giờ tay mình cảm giác được không vui như lúc đầu nhỉ? À, vui rồi. Chuẩn bị đi. Bỏ đi ạ. Bỏ đi con gì đâu. Lắm vào bảo rằng lắm ra để làm gì. Đấy lực lắm vẫn còn. Không có tập. Cốp. Được. Tập được gì. Để đấy chúng phải. Rồi, giết nữa. Thái ơi. Sao làm kèo mấy ông nhỉ? Không. Hùng ơi, Hùng ơi, mày sao làm sao nhở? Đánh kiểu gì? Phải không? Làm luôn. Quay đấy. Khét luôn. Bạn treo người tay đây. Đây à? Đây đấy.
Ok. Mặt lực cũng khỏe. Đấy, với anh khác nào. Về không đóng đơn được, họ đã làm ánh rồi. Chả được tí nào. Đâu tay anh kia không? Đánh em không đâu tay. Không. Không quen đâu. Đâu pha được đánh hay không nào? Mọc xuống. Đây với lại